có thể đóng cửa một số sân bay do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra chỉ đạo yêu cầu các cơ quan trực thuộc chủ động lên phương án đối phó với cơn bão số 3, bão Yagi, đang tiến vào vịnh Bắc Bộ. Theo công điện số 31 CDBGTVT, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị theo dõi sát sao dự báo thời tiết, tập trung phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ, bao gồm chỉ đạo tại hiện trường, huy động nhân lực, trang thiết bị và vật tư tại chỗ không để xảy ra các tình huống bất ngờ, chủ động ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đài thông tin duyên hải để cập nhật liên tục diễn biến và hướng di chuyển của bão, truyền tải tới các tàu thuyền đang hoạt động trên biển giúp các thuyền viên có kế hoạch tránh vùng nguy hiểm. Đồng thời, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động các tàu cứu nạn SAR đến những địa điểm trọng yếu để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã yêu cầu các cảng vụ hàng hải theo dõi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và cập cảng an toàn, cấp rút ra soát để không bỏ sót bất kỳ tàu nào trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Cục Đường bộ Việt Nam lên phương án đối phó với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo an toàn giao thông, lập rào chắn và cắm biển báo ở những đoạn đường ngập nước nguy hiểm. Các đơn vị chủ động tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ. Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch kiểm tra các công trình, cầu, đường dễ bị tổn thương do lũ quét, sạt lở, phương án tạm dừng tàu tại các đoạn đèo dốc, nơi dễ xảy ra đất đá rơi và đất sụt cũng được đưa ra để đảm bảo an toàn. Đối với tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch truyền tải hành khách khi có sự cố cũng đã được chuẩn bị ngoài ra cục đường thủy nội địa việt nam cũng đang cân nhắc việc không cho phép tàu thuyền xuất bến tại các cảng đường thủy nội địa ở những khu vực chịu ảnh hưởng của bão các cơ quan hàng không dưới sự chỉ đạo của cục hàng không việt nam cũng đang theo dõi sát sao tình hình bão các hãng hàng không sẽ điều chỉnh hoặc hoãn lịch bay nếu cần thiết trong tình huống xấu nhất việc tạm dừng khai thác tại một số sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão yagi là hoàn toàn có thể xảy ra